kiểm soát nhiễm khuẩn là thách thức mà hầu hết mọi bệnh viện đều phải đương đầu. Những nghiên cứu ở các nước cho thấy, cứ 20 bệnh nhân sẽ có một người bị lây nhiễm chéo tại bệnh viện, làm chậm quá trình hồi phục và tăng chi phí chữa bệnh. Từ năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 18 đưa ra các yêu cầu nhằm hướng tới tăng cường công tác kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Bắt đầu từ năm 2010, dự án sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của US đã hợp tác chặt chẽ với Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các sở y tế trong việc hỗ trợ các bệnh viện huyện thực hiện thông tư này. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn về các thủ tục kiểm soát nhiễm khuẩn và tập huấn cho hàng chục giảng viên nguồn và cung cấp các vật dụng thiết yếu phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Đánh giá trước và sau can thiệp tại những bệnh viện thí điểm trên cho thấy, dự án sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch đã giúp cải thiện công tác xử lý dụng cụ và vật dụng bằng chất liệu vải, quản lý rác thải bệnh viện, tăng cường sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết lập cơ sở khử khuẩn tiêu chuẩn, cũng như các thực hành vệ sinh bề mặt đúng cách nhằm ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm ngay trong bệnh viện. Hiện nay, dự án sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch đang hỗ trợ Hội Điều dưỡng Việt Nam xây dựng một tài liệu giảng dạy quy chuẩn về kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện huyện. Bài học thực tiễn từ các bệnh viện thí điểm trên sẽ là cơ sở để giúp Bộ Y tế và các cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục kiện toàn công tác phòng chống và kiểm soát nhiễm khuẩn trên hơn 600 bệnh viện huyện của cả nước trong tương lai.